giá bán thanh long đang phục hồi tăng, nhà vườn Bình Thuận sẽ cần phải chú ý chăm bón vườn cây ra sao để có thể tận dụng tốt thời cơ này và thu lợi từ vườn cây. Nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Phạm Anh Cường, công ty cổ phần phân bón Bình Điền.